báu vật cụ xưa trăm tuổi giá 60 tỷ đồng ở ngôi đình cổ Hà Nội. Đại hạ giá hai cây gỗ xưa đỏ xuống còn 130 tỷ cho đợt đấu giá lần thứ tư. Làng ngoại thành Hà Nội sắp thu về 150 tỷ từ bán đấu giá gỗ xưa. Cả làng quê tôn dựng chốt bảo vệ cây xưa 22 tỷ ở Vĩnh Phúc. Khách hàng muốn đấu giá lô gỗ xưa Hà Nội phải đặt cọc gần 10 tỷ. Sắp bán đấu giá hơn 5 tấn gỗ xưa Tỷ. Xin chào, trong clip hôm nay em xin mời các bác cùng tìm hiểu về một loại gỗ được ví là đắt hơn vàng, được sử dụng rất ưa chuộng trong thời phong kiến. Ngày nay thì loại gỗ này được minh chứng cho sự giàu sang và quyền lực của người sở hữu chính là cây gỗ xưa. Vậy, cây gỗ này có những đặc điểm, tính chất ra sao cũng như giá trị của nó như nào? Xin mời các bác cùng tìm hiểu qua video clip này nhé. Let's go! Trước tiên, chúng ta sẽ nói một chút về tên gọi của nó. Gỗ xưa thì hay có tên gọi khác là chắc thối huệ mộc vàng, chắc hoa trắng, tên gọi là daibraica tokinis là một loại thân gỗ thuộc họ đậu thuộc nhóm 1A là một trong những loại gỗ quý hiếm ở nước ta. Về đặc điểm thì gỗ xưa là một loại cây có thân gỗ trung bình, sống lâu năm, cây cao từ 6 đến 10 mét cũng có thể cao tới 15 mét. Vỏ cây màu vàng, nâu hay xám và có nứt dọc. Cây xưa thì có tán thưa, hoa trắng và thơm. Loại cây này thì ưa sáng, ưa đất sâu, dày và có độ ẩm cao thường phát triển ở khu vực đất có độ cao tuyệt đối dưới 500 mét. Về phân bố, trong tự nhiên thì thường tìm thấy ở trong các rừng mưa nhiệt đới và rừng mưa nhiệt đới gió mùa chủ yếu phân bố ở Việt Nam và được tìm thấy giải rác ở tại Hải Nam, Trung Quốc. Có rất nhiều câu chuyện được truyền tai nhau về tác dụng thần kỳ của gỗ xưa trong y học, chữa bệnh hay là hương liệu được quý tộc xưa sử dụng để xã ướp. Dù chưa được chứng minh về tính chính xác, nhưng những điều này khiến gỗ xưa bị nhiều nhà giàu săn lùng và trở nên có giá trị vô cùng đắt đỏ. Vào thời kỳ gây sốt thì 1 kg gỗ xưa trên thị trường có thể được trả giá 30 triệu đồng, tương đương một cây cổ thụ có giá lên tới cả trăm tỷ đồng. Cũng qua tìm hiểu thì được biết sở dĩ gỗ xưa có giá đắt đỏ là bởi vì chúng có ý nghĩa về mặt tâm linh. Gỗ xưa thì có vân gỗ đẹp, không bị mối mọt, đặc biệt có mùi hương thơm vĩnh hằng nên nhiều người quan niệm chúng có thể tránh tà ma, suốt đuổi bệnh tật. Đây cũng được xem là loại gỗ quý tộc. Trước kia ở Trung Quốc thì chỉ có những gia đình vua chúa, quên thế mới được thưởng các đồ dùng làm từ gỗ này. Chính vì ý nghĩa đó mà ngày nay gỗ xưa được các đại gia Trung Quốc giáo giết săn lùng. Tuy nhiên, một cây gỗ xưa phải mất hàng chục năm, hàng trăm năm mới có, có giá trị sử dụng. Do đó mức độ ít ỏi quý hiếm nên gỗ xưa có giá rất cao, một cây cổ thụ có thể được giá cả chục tỷ đồng. Gỗ xưa có mấy loại? Thì hiện nay có hai loại gỗ phổ biến chính là xưa trắng và xưa đỏ. Các bạn có thể phân biệt hai loại này có những đặc điểm cơ bản như sau. Thân cây xưa trắng thì có màu xanh, chân nhẵn và không xù xì, còn thân cây xưa đỏ thì thường có màu xám hoặc màu kem sữa, thân xù xì khi già thì vỏ cây sẽ bị nứt dọc. Về lá cây thì cây xưa đỏ có lá sole, còn cây xưa trắng thì có lá đối xứng. Phân biệt qua hoa, hoa xưa trắng thì mọc thành chùm, cánh lớn, màu trắng, còn hoa xưa đỏ thì mọc thành chùm nhưng cánh nhỏ và có màu vàng nhạt. Ngoài ra thì còn một cách phân biệt rất đơn giản nữa đã nói ở trên đó là phân biệt qua hoa quả. Quả sứ trắng thì có dạng quả thịt, không hạt, khi đốt lên thì không có mùi. Quả sứ đỏ thì thường có 1 đến 2 hạt, đốt lên có mùi thối khó chịu. Mùi thối này chính là do hạt sứ đỏ tạo ra. Vì sao gỗ sứ đỏ lại giá trị hơn gỗ sứ trắng? Sở dĩ gỗ sứ đỏ có giá trị cao hơn sứ trắng là do giá trị của vân gỗ, trong khi gỗ sứ trắng thì chỉ có vân gỗ hai mặt, thì gỗ sứ đỏ có vân gỗ ở cả bốn mặt. Vân gỗ sứ đỏ được giới chuyên môn xếp vào hàng đệ nhất vân trong tất cả các loại gỗ tại Việt Nam. Vân gỗ sứ đỏ thì nổi lên thành từng lớp thớ với thớ gỗ nhỏ mịn có màu hồng hoặc đỏ sẫm thi thoảng đan xen thứ gỗ màu đen khi sư đỏ ra ánh sáng thì sẽ thấy óng ánh bảy màu ngoài ra giá trị của giữa sư đỏ còn có độ bền chắc của nó gỗ sư đỏ có thể ngâm trong bồn nước nhiều năm mà không sợ ngấm nước mục nát khi đặt dưới trời nắng nóng cũng không sợ nước nẻ gỗ được mùi thơm bền lâu giá trị tâm linh cao nên rất nhiều người ưa thích qua những kiến thức chúng tôi chia sẻ trên có lẽ các bác đã thêm phần nào kiến thức về gỗ xưa đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục ra thêm nhiều video kiến thức bổ ích khác